Hôm nay xin gửi đến chư tôn đức tăng ni và chư vị một lời tri ân của gia đình của một ca vãng sanh. Xin ban tổ chức chuyển đến camera của chùa Lương Phúc. Dạ, con xin được đọc tin vui. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trên đường Zoom hộ niệm thế giới tham gia chứng minh. Kính thưa thầy Diệu Âm Tịnh Hải, mẹ con tên là Hạ Thị Tắng, pháp danh Diệu Âm. Cách đây gần chục năm, mẹ con được Đại Đức Thích Quảng Thắng trụ trì chùa Lương Phúc về khai thị niệm Phật cầu vãng sanh. Từ đó gia đình chúng con thường xuyên cộng tu cùng mẹ mỗi tuần một lần. Đến nay mẹ con đã 92 tuổi, tuy mang bệnh người già, không còn minh mẫn, nhưng mẹ con vẫn nhớ niệm Phật và xin cho con về Tây Phương Cực Lạc. Đến khi chùa Lương Phúc bắt đầu thành lập ban hộ niệm, gia đình chúng con lên thỉnh mời thầy trụ trì và ban hộ niệm về hộ niệm cho mẹ con. Vì mẹ con đã già, về sức khỏe của mẹ con không có bệnh gì hiểm nghèo, vẫn khỏe, được ban hộ niệm về chia sẻ và hướng dẫn niệm Phật cầu vãng sanh, mẹ con rất vui. Đến chiều ngày 19 tháng 10 năm Quý Mão, gia đình con về cộng tu cùng mẹ. Mẹ vẫn dẫn chúng niệm Phật. Các con cháu hỏi mẹ niệm Phật A Di Đà để đi đâu? Mẹ bảo về Tây Phương Cực Lạc và hỏi mẹ có đi theo các cụ. Đã mất không? Mẹ bảo chỉ đi theo A Di Đà Phật thôi. Đến giờ ăn tối mẹ ăn rất ngon, xong vào giường nằm. Con và chồng con thấy mẹ thở bất thường, liền nhắc mẹ niệm Phật và làm như ban hộ niệm hướng dẫn. Mẹ con được hộ niệm đến 26 tiếng mà thoại tướng vẫn chưa đẹp. Sau đó ban hộ niệm hướng dẫn cả gia đình, con cháu, dâu rể chí thiết, chí thành lễ Phật. Thật là nhiệm màu, đúng là chí thành thì cảm thông. Đến 33 tiếng kiểm tra thoại tướng lần cuối cùng, mẹ con để lại thoại tướng vô cùng mềm mại, da trắng, môi hồng, đẹp hơn cả lúc còn sống. Sau khi hộ niệm cho mẹ xong thì cả gia đình con cháu vô cùng xúc động và tăng trưởng niềm tin về pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh. Gia đình con vô cùng xúc động, xin gửi lời tri ân chân thành đến thầy Diệu Âm Tịnh Hải, tri ân đến thầy Thích Quảng Thắng trụ trì chùa Lương Phúc cùng ban hộ niệm chùa Lương Phúc. Nhờ pháp hộ niệm đã cứu được mẹ con và gia đình chúng con tăng trưởng niềm tin, tín tâm vào pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết xin gửi lời thành kính tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin đại chúng con một tràng pháo tay. Chúng con cũng xin thành tâm tri ân công đức của quý thầy, của các ban hộ niệm ngày đêm đã vì hàng phàm phu chúng con mà tận sức tận tâm giúp đỡ hướng dẫn và bảo vệ tiến đưa những người phàm phu như chúng con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Kính mong quý thầy cùng tất cả các ban hộ niệm hãy nghiên cứu kỹ pháp hộ niệm để thực hiện được chính xác và sẽ tiến đưa được nhiều người Việt Nam vãng sanh hơn.